Hello anh em, mình là Đoàn Văn Hiếu. Số điện thoại 0977 896 908 nha anh em. Anh em quay cái dàn xe nhà mình cho anh em rước về đón Tết nha. Đây những dòng xe cho anh em là đam mê ít lúa. Ít lúa thì đừng có đòi hỏi quá nhiều nha anh em. Đây những xe bo mình làm full loại 1. Đó, mấy chiếc xe bo là 40 nha anh em. 40 có đầy đủ. Giá vé thì 60. Full là 1, 40. Đừng có hỏi về sao tên gì hết nha. Mấy thằng núi xuống thì nó dẹp con mẹ nó con đi. Những dàn xe là một cho anh em nào biết chơi. Đây những mẫu xe tầm trung, xe chia đủ màu. Cái xe chia là 31.500.000, xì bo là 29.500.000 nha anh em. Xe chia xì bo, xì bo 29.500.000, xe chia là 31.500.000. Màu vàng, bạc xanh, trắng vàng đen, bạc đen, đỏ đen, trắng đỏ đen, xanh trắng, dòng đầy đủ màu, chỉ thiếu màu cam đen thôi. Màu cam đen có này, đây màu cam đen luôn anh em, đó cam đen, nói chung là full màu, màu gì cũng có, đó anh em nào ở xa thì chỉ nên mua thôi, không cọc cạch nha anh em, riêng khi bán xe là không cọc cạch nha, còn muốn ship xe là phải cọc, không cọc mà kêu ship thì bị mẹ nó. Mình như lúc mình muốn chữ đó mình cũng không biết sao chữ kiểu gì á. Mấy con này clip nó nổ, cái nổ tiếng nổ nó sao thì chắc anh em theo dõi Hiếu cũng biết rồi, cái khỏi cần nổ từng chiếc đâu ha. Da Z thì 60 nha anh em. Đấy, con da vàng này cứng như xe thùng luôn á. Nó chạy được nó bao nên 1354. Bao tên. Còn con da xanh này là khách ký gửi bán nha nè, con này có 5-6 triệu rồi, khách nó mua ở đâu á tôi không biết, nhưng đang nó nhờ tôi làm lại thay thế tất cả giống xe bên tôi, tôi ký gửi tôi bán. Rồi anh em mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của Hiếu nha, 0977 896 908. Rồi chào toàn thể anh em nha.